À, xin chào vị trả lời chương trình trực chuyện TV. Thì năm 2020 đã hoàn toàn khép lại, và cái nền kinh tế của Việt Nam đó thì nói chung là nằm trong cái dịch mà Covid-19 của năm 2020, thì nhiều nước trên thế giới đều bị ảnh hưởng tới nền kinh tế hết, và ngay tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tuy nhiên thì cái kết thúc của cuối năm 2019, cuối năm 2020 thì cho thấy cái thành quả nó vượt hơn những cái điều mà người ta cũng nghĩ tới. Nói chung là cũng đạt được một số thành tích, và chính vì những cái thành tích mà phát triển lên tới 2 chấm mấy% đó đã đưa Việt Nam trở thành một trong 10 nước mà có cái tốc độ phát triển cao nhất, và khá nhiều các cái sự dự đoán của các cái ngân hàng thế giới và những cái cơ quan tài chính của quốc tế và uy tín đó thì nhận định rằng trong năm 2021 Việt Nam sẽ có những cái sự phát triển nó tốt hơn. Và có khá nhiều các cái nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới đã đánh giá và ghi nhận cái Việt Nam là đã được cái thành tích là chống cái Covid-19, cũng như là có những cái chính sách mở cửa kinh tế rất là kịp lúc để mà giữ vững được các cái nhịp độ tăng trưởng, và những cái ngành mũi nhọn sau này thì được ổn định và nó được khuyến khích khuếch trương hơn và tăng ra các cái kim ngạch ra để mà giữ được các cái nhịp độ tăng trưởng. Và những cái chính sách đầu tư công của Việt Nam cũng đã được xét lại và tạo ra các hiệu quả cao hơn nữa. Thì thật ra thì đó là những cái viễn cảnh, những cái hình ảnh cho thấy rằng đó là một bức tranh, và những cái bức tranh đó nó là màu hồng, nó có thể nói là nó tạo ra một sự phấn khích. Tuy nhiên thì có một cái bài báo thì gần đây thì vừa qua đó thì trên cái cổng thông tin chính phủ của Việt Nam thì cũng có đưa ra một cái bài nói về Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc phát biểu trong một cái buổi coi như là cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Chính sách về Tài chính Tiền tệ của Quốc gia đối với cái tổ họp Tổ Tư vấn Kinh tế của Chính phủ. Thì trong đây đưa ra khá nhiều các cái thông tin, và xét thấy rằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói một cái câu giống như là cái con đường phía trước không chỉ là cái con đường cao tốc mà còn phải gặp những cái ổ gà, ổ trâu trong cái quá trình phát triển. Và hoặc là đại loại như là Việt Nam của chúng ta là phải chấp nhận các cái sự thay đổi, và thay đổi này trong một cái điều kiện đòi hỏi rất là mới, và phải thay đổi cả những cái thói quen nữa, những cái cung cách cũ, những cái mà nó đã lỗi thời đó, thì thậm chí thay đổi cả cái thể chế pháp luật và về phát triển để mà phát triển kinh tế. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy được rằng đó nó không có đơn giản. Ví dụ như là trong thời gian mà cuối năm rồi thì những cái bài báo hoặc là những cái thông tin mà tung ca ngợi lên những cái thành tích của Việt Nam, và xét đấy rằng Việt Nam ta giống như là một cái thần thánh để mà đi trên các cái vượt hơn tất cả các cái nước khác, thì thật ra có điều đó nó không đúng. Bên cạnh đó vẫn còn chứa đựng rất là nhiều các cái sự thử thách, và để giữ được cái nhịp độ tăng trưởng đó cho của những cái năm tới, và để phát triển đồng bộ trên tất cả các cái ngành nghề, hoặc là tạo cái sức bật nó nhiều hơn nữa đó cho cái nền kinh tế của Việt Nam, nó tạo ra một cái sức mạnh gọi là nó có cái chiều sâu đó, thì rõ ràng đó là nó phải là một cái vấn đề rất là thách thức. Và khi mà đọc cái thông tin này đó thì cũng tạo ra khá nhiều các cái sự lý thú. Thì cụ thể á, là trong cái cuộc họp này được diễn ra vào chiều ngày 19 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhấn mạnh rằng cái việc mà các cái lãnh đạo của chính phủ đó và lắng nghe các cái ý kiến, mà những ý kiến chia sẻ đúng đắn về Việt Nam, về các cái chính sách tiền tệ, mà chính sách tiền tệ thì ai cũng hiểu được rồi, thời gian gần đây là Hoa Kỳ, cái cơ quan của Hoa Kỳ về tài chính đã coi như là muốn đưa Việt Nam vào cái danh sách là nước gia thao túng tiền tệ. Nhưng mà cuối cùng thì cuộc họp vào ngày 15 tây tháng Giêng vừa qua thì họ đã không có thực hiện các cái việc phạt thuế đối với Việt Nam, thì đó cũng là một cái sự thành công. Nhưng mà những cái chính sách tiền tệ nó có cái yếu tố như thế nào hay không, và chính phủ lắng nghe những cái người mà gọi là tư vấn đó để mà đưa ra các rất là nhiều các cái sự mà đánh giá, và cái việc mà chúng ta biết rằng cái con đường phía trước không chỉ là con đường cao tốc mà phải gặp những ổ gà, ổ trâu trong cái phát triển, chúng ta không được vấp ngã để mà kinh tế Việt Nam tụt dốc. Thì cái kinh tế Việt Nam đã phát triển rồi, thí dụ trong những năm gần đây cái sự phát triển nó rất là cái tỷ số rất là cao, tức là từ 6.7 có năm là 7.7.1, thì những cái tốc độ đó mà nếu mà duy trì đó thì nó sẽ là một cái điều mà ai cũng mong muốn hết.
Và trên một cái con đường cao tốc rồi thì ai cũng hiểu trên đường cao tốc là chạy cái tốc độ cao, và bây giờ mà mình muốn dừng lại đó là nó cũng không được, và mình cũng phải đảm bảo cho mình phải tiến triển, và mình có dừng lại là mình sẽ tạo thành một cái lực cản cho phía bên dưới, ở dưới người ta cũng sẽ đẩy mình lên thôi, người ta cũng sẽ bóp kèn, người ta cũng sẽ làm mọi thứ để mà đẩy cho mình đi lên, để mà đảm bảo cái sự lưu thông nó. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc ví von rằng là cái trên có con đường cao tốc đó không phải lúc nào cũng là mình chạy trên đường cao tốc đâu, mà trên con đường mà Việt Nam đi nó vẫn có những cái ổ gà ổ trâu. Vậy thì những cái ổ gà ổ trâu đó là những cái gì? Thì cụ thể như là có nhắc đến cái vấn đề mà cái mục tiêu của cái chiến lược phát triển của Việt Nam trong cái thời gian ngắn hạn rồi trong cái thời gian sắp tới. Cụ thể như là trong cái nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ chuẩn bị nhóm họp vào ngày 25 tháng Giêng nay, tức là chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi. Thì trong đó nó có nói rằng cái phấn đấu đến năm 2025, tức là từ 21 đến năm 2025 là để Việt Nam phải trở thành một cái nước đang phát triển có cái công nghiệp mà theo cái hướng hiện đại. Tức nghĩa là bây giờ khuyến khích phát triển những cái ngành công nghiệp mang tính hiện đại thôi. Chúng ta đã thấy rồi, ví dụ như những cái ngành như là Samsung chẳng hạn, để sản xuất những cái công nghệ hiện đại rồi à. Cái công như là điện năng lượng về gió hay là điện nước hay là nhiều cái kể cả bây giờ cái việc mà lắp ráp các cái iPhone, iPad hay là cái MacBook á, cũng đã chuẩn coi như đang triển khai ở Việt Nam, và chắc chắn một điều trong 2 năm nữa là Việt Nam đã là một cái nước tuyên bố là sản xuất những cái mặt hàng đó rồi. Thì trong những cái ngành mà gọi là công nghiệp theo cái hướng hiện đại mới giúp cho Việt Nam gọi là vượt qua cái mức thu nhập trung bình, tức là theo cái mức mà gọi là trung bình bây giờ thì Việt Nam đang bị nằm trong cái nước gọi là thu nhập trung bình thấp, và đến năm 2025 đó là cái mục tiêu của Việt Nam là muốn xây dựng lên một cái nước có cái thu nhập trung bình cao, trung bình không còn phải là thu nhập trung bình thấp nữa. Thì đến năm 2030 thì kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, và khi đó đó thì đất nước Việt Nam phải phát triển cái công nghiệp hiện đại và có cái thu nhập trung bình cao vào năm 2045. Đến năm 2045 thì trở thành một cái nước phát triển có thu nhập cao, tức là đến 2045 là kỷ niệm 100 năm ngày mà cái nước Việt Nam ra đời, tức là ngày mà đọc tuyên ngôn độc lập đó. Thì khi đó đó cái kế hoạch của Việt Nam là muốn trở thành một cái đất nước thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, trở thành một cái đất nước có cái thu nhập cao. Thì thu nhập cao thì hiện giờ thì theo người ta tính là khoảng chừng mười mấy ngàn đô, khoảng 12 13 ngàn đô trở lên, và tất cả những cái điều này nó phải nằm trong cái vấn đề là cái tham vọng hay không, hay là những cái ước mơ đó nó có dựa trên những cái cơ sở thực tế hay không. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng là chúng ta phải đi lên bằng cái cách nào, và với cái đôi cánh là một bên là khát vọng của cái sự cường thịnh và một bên là các cái chính sách, các cái cơ chế phát triển, và phải đi liền với đó là cái công nghệ và cái sức mạnh tinh thần của dân tộc, cùng với cái sự các cái giải pháp điều hành của các cái cơ quan tham mưu của nhiều đồng chí có kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là cái điều mà mình ước vọng, mình khát vọng không không là đủ, và phải có một cái đôi cánh khác nữa, và đó là cái đôi cánh về cái cơ chế và cái chính sách. Và những cái cơ chế, những cái chính sách là những cái điều mà trước đây bị anh coi như là bị phản ánh rất là nhiều về cái vấn đề là nó bị ràng buộc hay là nó trói buộc trong cái sự phát triển, có những cái nó rất là lỗi thời và nó có những sự chồng chéo, và nó đã có những cái lúc á nó làm cho trì trệ trong cái việc mà sản xuất nữa, trong cái việc mà đưa tăng trưởng kinh tế nữa. Và bên cạnh đó thì cũng vì cái chính sách, vì cái sự mà quản lý nó yếu kém, nó có xảy ra những cái sự thất thoát, và đã xảy ra rất là nhiều các vụ án mà chúng ta đã từng thấy rồi, nghe nói là những cái dự đại án các thứ này kia. Và cái điều hành của bộ phận tham mưu của những người có kinh nghiệm, những người giỏi đó, đó là một cái điều rất là quan trọng. Thì cho thấy rằng cái việc mà năm 2020 đó, và các nước đã bị tổn thương rất là nhiều về cái nền kinh tế, và ngay cả Việt Nam cũng bị tổn thương trong một số những cái lĩnh vực, ví dụ như trong cái ngành mà coi như du lịch hay là những cái ngành liên quan đến dịch vụ các thứ này kia nọ, thì rõ ràng nó có những cái sự trì trệ, và kể cả ngành bán lẻ cũng có một số lĩnh vực coi như cũng bị khủng hoảng nữa. Và bây giờ trở thành năm 2021 để mà phục hồi lại, và coi như là cái việc mà phát triển đồng đều đó, đó là một cái mục tiêu rất là thử thách.
Thì ông có khá nhiều các cái sự ý kiến, nhưng mà người ta đặc biệt quan tâm đó thì cái việc mà ở Việt Nam trong cái thời gian gần đây là chuyển sang một cái nền kinh tế số. Thí dụ như cái chiến lược trước đây khi mà của ông Nguyễn Xuân Phúc lên cũng nói là xây dựng một cái chính phủ kiến tạo đó, thì cho thấy rằng cái nền kinh tế chuyển số đó là nó chuyển sang một cái cấu trúc mới, và trong đó thì cái nền kinh tế đang kinh tế đang được đẩy mạnh về cái kỹ thuật số để mà nó tạo ra những cái sự tăng trưởng cao, và cái sự đột biến trong cái thời gian vừa qua nó nằm trong cái lĩnh vực này cũng khá nhiều, nó mang lại cái năng suất rất là cao và chắc chắn là nó sẽ được hoàn thiện trong một thời gian tới nữa. Thì năm 2021, và người ta nói rằng trong cái chính sách của Việt Nam đó, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, có ra một cái chỉ thị, hình như cái chỉ thị hay cái nghị định gì đó để mà xem xét lại, rà soát lại các cái văn bản pháp luật mà nó chồng chéo với nhau đó, như là một trăm mấy đó, nghị định 151 hay nghị định bao nhiêu, thì trong cái quy định hình như là 148 là phải, thì đã yêu cầu sửa đổi lại, bổ sung lại hết các cái nghị định, kể cả luật đất đai, kể cả rất là nhiều thứ. Thì những cái luật pháp nào nó chồng chéo, nó làm cản trở rõ ràng á, là phải phải được thay thế. Và ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, thì nói rằng Việt Nam cần phải chuẩn bị cho một cái nền tảng trong năm 2021 và 5 năm đến tới đó, là mà về làm sao để mà đẩy nhanh được cái tăng năng suất lao động, hay là tăng cái năng lực của sản xuất, và về một cái hệ thống kinh tế vĩ mô, nhất là người dân đã tham gia vào cuộc nó mạnh mẽ hơn về vấn đề mà chính trị, rồi tham gia nhiều hơn, như trong cái dịch Covid-19 đó, thì cả xã hội đều một cũng quan tâm hết, một cái người bị nhiễm ở chỗ này rồi lây lan chỗ kia, cái đường lây truyền như thế nào, thì tất cả mọi người đều quan tâm, và người ta cũng có những cái phản ứng lên xuống theo tùy theo những cái tình huống, cái lúc là căng thẳng, lúc thì nó ấy, giống như là họ theo dõi những cái trận bóng đá rất là quan trọng vậy. Và cái năng coi như là có thể nói rằng theo cái nhận định đó, thì cái khát vọng phát triển và cái sự mà muốn vươn lên đó, là của Việt Nam bây giờ tạo thành một phong trào quần chúng rất là lớn, kể cả những cái phong trào mà đấu tranh chống tham nhũng đi nữa, hoặc là bài trừ cái việc mà cửa quyền, hay là hách dịch, hay là những cái vấn đề mà nhũng nhiễu trong quần chúng đó, hoặc là những cái hành xử mà nó không đúng trong cái xã hội, những cái cách cư xử không văn minh trong xã hội cũng bị lên án nó dữ dằn. Và cả xã hội bây giờ giống như là quan tâm nhiều hơn về tất cả mọi vấn đề, và để mà cho cái xã hội càng lúc càng vươn lên theo cái hướng nó hoàn thiện hơn. Và người dân á, thì kể cả trong cái bối cảnh quốc tế đi nữa, ví dụ như ngay cả cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, cái sự mà lây nhiễm ở khu vực Trung Đông, khu vực châu Âu, ở nước Tây Ban Nha, nước Canada, cái gì, thì người dân cũng càng lúc càng quan tâm nhiều hơn trong kể cả các cái bối cảnh kinh tế quốc tế nữa, cái chính trị quốc tế. Và có thể nói rằng cái thay đổi đó, thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng chúng ta phải chấp nhận cái sự thay đổi trong cái điều kiện mới. Bởi vì điều kiện mới hiện nay thì Việt Nam gia nhập rất là nhiều trong các cái hiệp định EVFTA đối với khu vực châu Âu, đối với từng nước, đối với Mỹ, đối với Anh, đối với cái khu vực ở trong châu Á, và đối với Trung Quốc. Và bây giờ thì ông Tổng thống, ông Thủ tướng của nước Úc vừa tiếp xúc với Việt Nam, và hy vọng là trong năm 2023 đó, là cái cột mốc mà ở phía bên Úc với Việt Nam sẽ hoàn thiện một cái EVFTA, và theo cái kiểu là trở thành một cái đối tác chiến lược đó, một cái đối tác mà nó có cái chiều sâu hơn nữa, và cái thị trường của nước Úc sẽ mở rộng hơn nữa cho Việt Nam, nhất là trong cái vấn đề nông sản. Khi mà nông sản của thị trường mà Úc mà họ mở rộng đó, thì những cái hàng nông sản của Việt Nam sẽ tạo thêm một cái cơ hội nữa. Thí dụ như là những cái tôm cá, hoặc là những cái trái cây của Việt Nam, và rất là nhiều các cái sản phẩm của Việt Nam sẽ được đi vào những khu vực đó, thì nó sẽ bớt đi các áp lực vào cái thị trường Hoa Kỳ hay là thị trường của châu Âu, và chính vì cái điều này đó, nó sẽ đảm bảo được cái thị trường xuất khẩu nó sẽ rộng lớn hơn và nó ổn định hơn. Thì chắc chắn một cái điều là đây là một cái ý muốn của phía bên Úc, mà thật ra cũng là một ý muốn của phía Việt Nam đã được trao đổi, và Việt Nam giờ càng lúc càng thực thi nhiều hơn về các cái hiệp định như thế. Tuy nhiên thì mình thỏa thuận với bên ngoài thì nó có những cái ràng buộc, thí dụ như trong cái hiệp định đối tác với Hoa Kỳ, hay là những cái vấn đề mà làm ăn xuất khẩu với châu Âu EVFTA, thì rõ ràng là cũng phải
thỏa thuận và phải thực hiện theo đúng những cái yêu cầu của họ, và chính vì những cái yêu cầu đó phải thay đổi các cái chính sách và thay đổi các cái cơ chế. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói về cái đề là mình phải thay đổi cái cả các cái thói quen là như thế. Trước đây thì những cái thói quen nó chậm chạp hoặc là nó có những cái điều nó không có còn phù hợp nữa thì bây giờ phải thay đổi, thậm chí là phải thay đổi cả thể chế pháp luật về phát triển kinh tế. Và các đồng chí để nói về nếu pháp luật tốt hoàn thiện thì doanh nghiệp và người dân sẽ tăng cường đầu tư đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt khát vọng phát triển. Tức nghĩa là cái phát triển á, thì người dân càng lúc có thể mở rộng các cái hầu bao ra hơn và người ta tăng cường các cái đầu tư hơn, và kể cả bên ngoài cũng vậy nữa, các doanh nghiệp cũng vậy, người ta cũng sẽ bỏ vào họ đồng đầu vốn họ đầu tư hơn nếu mà cái cơ chế pháp luật nó càng lúc nó càng hoàn thiện hơn và nó tốt hơn. Thì đó là cái điều ai cũng biết được hết. Tại sao ở những cái nơi như là Singapore hay là Hồng Kông hay là những cái nước như Mỹ hay là những cái nước Bắc Âu thì người ta lại rất là tin tưởng khi mà bỏ tiền vào đó? Bởi vì cái hệ thống pháp luật nó đã ổn định và cái sự tự do kinh tế nó đã vươn cao tới một cái mức mà người ta cảm thấy rằng cái đồng tiền bỏ ra không có bị mất mát, không có bị nhũng nhiễu, không có bị các cái thành phần này thành phần kia, nhân danh nhà nhân kia, bữa nay thì họ là sách nhiễu như này, mai sách nhiễu thứ kia, không có phải bị đi mời đám giỗ, đám quải, đám hỏi, đám cưới, hoặc là không có phải đi lại xin tiền xin cỏ, hoặc là đưa một cái giấy tờ để mà thực hiện một cái dịch vụ gì đó thì phải chờ đợi ngày tháng này thời ngắn kia, hoặc là họ muốn ẹo tới ẹo lui để mà họ muốn vòi vĩnh tiền hàng chẳng hạn. Thì thật ra những cái điều đó nó sẽ không bao giờ tìm thấy được ở những cái đất nước mà khi mà có cái nền luật pháp nó ổn định và phát triển. Và nếu như đến một cái nền mà quản lý xã hội theo kiểu là kỹ thuật số đó thì rõ ràng nó những cái việc mà nhũng nhiễu càng lúc nó càng bị đẩy lùi, và cái sự hoàn thiện về pháp luật nó càng lúc nó càng đi sâu hơn, và đây là cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Không có ai mong muốn rằng những cái sự mà tham nhũng vặt hay là những cái sự mà sách nhiễu đó nó tồn tại và những cái sự cản trở nó làm chậm đi. Không có lý do gì một cái đơn từ một cái giấy tờ lẻ ra chỉ được giải quyết trong vòng có mấy phút hay là một ngày hay là nửa ngày thôi, nhưng mà người ta có thể ngâm tới vài ba ngày. Thì những cái điều đó trong vấn đề kinh doanh người ta rất là tối kỵ, bởi vì thời gian đó là tiền bạc. Và cái vấn đề mà thay đổi là ai cũng hiểu được rồi. Và khi mà ký kết với các nước ngoài thì họ có những cái điều kiện họ buộc mình theo, thì cho nên mình cũng phải tự thay đổi mình. Và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhấn mạnh những cái điều mà lưu ý rằng các cái bài học, những cái kinh nghiệm, thật ra trong quá trình đi lên, quá trình mà thành công nó vẫn có những cái điều mà cần phải rút các cái kinh nghiệm. Thí dụ như là các bài học để mà đề phòng lạm phát về vấn đề nợ xấu. Nợ xấu cũng đã có rồi, có nhiều doanh nghiệp họ làm ăn không có hiệu quả, nhất là cái thời gian trước đây khi mà bảo lãnh rất là nhiều các lĩnh vực nợ và cái đầu tư gọi là đầu tư công, và ngay cả những cái đầu tư mà dành cho các cái doanh nghiệp nằm trong cái gọi là cái doanh nghiệp nhà nước thì cái quản lý rất là yếu kém và đã xảy ra cái việc mà thất thoát và tạo ra cái nợ xấu rất là nhiều. Và cái chất lượng tăng trưởng nó có cải thiện nhưng mà nhiều điểm còn hạn chế. Nếu mà nỗ lực chúng ta sẽ có thể làm tốt hơn. Tức là tăng trưởng có làm tốt nhưng mà nó chưa có phải làm hết các cái năng lực. Thì cái điều này ai cũng đã thấy hết rồi, rõ ràng là bị cái Covid-19 một số những cái ngành nghề đã bị khựng lại, và có lẽ là vì rất là nhiều các yếu tố khách quan khác nữa và ngay cả các chủ quan cũng có nữa. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói thêm là chúng ta vẫn chưa có một cái cơ chế đủ mạnh để mà khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự là động lực cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện nhưng mà còn nhiều rào cản, và nhất là trong cái tình trạng tham nhũng vặt đó, thu hút đầu tư của nước ngoài đó có đóng góp tích cực vào nền kinh tế nhưng sự liên kết giữa khu vực FDI, FDI và cái khu vực và các doanh nghiệp ở trong nước đó còn lỏng lẻo, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, nhất là đối với cái ngành công nghiệp ô tô điện tử vân vân đó. Đây là cái điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc nói chứ không phải là điều mà ai nói hết. Ví dụ như Minh Giang nói là bất cứ người khác, hay có khi là những người khác mà nói đó thì có khi là bị đánh giá là ô Việt Nam là như thế, làm gì là chĩa mỏ vào Việt Nam và nói là cái Việt Nam nó không có đồng điều hoặc là phát triển nó còn yếu kém này kia. Không phải, rõ ràng đây là những cái sự nhận định mà chúng ta thấy rằng rất là thẳng thắn từ ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Thủ tướng Chính phủ.
và cho thấy rằng cái năng suất lao động nó lẽ ra còn phải được nâng cao hơn nữa, và nó phải tạo lên một cái động lực mạnh hơn, là bởi vì bây giờ cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật và cái đổi mới đó là một cái nhu cầu, một cái yếu tố cần phải được khuyến khích, và để mà tạo ra một cái cơ chế đó cho người ta nâng cao hơn nữa và phải áp dụng nó mạnh mẽ hơn nữa để mà nâng cao cái năng suất, thì cái đó là cái điều mà nó cũng còn chưa có đầy đầy đủ. Rồi cái môi trường đầu tư á, mặc dù là đã tạo ra rất là nhiều các cái sự thay đổi rồi, có những cái luật lệ mới là sẽ khuyến khích đầu tư hơn, nhưng mà vẫn còn rào cản, nhất là cái tình trạng tham nhũng vặt. Thì đó, những cái điều mà tham nhũng vặt là cái điều mà bị lên án nhiều nhất, cái điều mà bị các cái doanh nghiệp họ kêu ca rất là nhiều trong nhiều chục năm qua. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì ông Nguyễn Xuân Phúc ngày năm nay vẫn nói là cái tình trạng tham nhũng vặt cũng còn, mà thật ra thì nó cũng chả phải là tham nhũng vặt đâu, có khi là cái tham nhũng cũng là lớn đó, tham nhũng khủng trong đó cũng có nữa, và nó có những cái hệ sống liên kết với nhau, nó tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo khó khăn cho những người dân, và đó là cái điều mà rất là nhức đầu. Và bây giờ mà doanh nghiệp họ làm ăn, họ có lời có lãi, họ cũng đâu có muốn là chịu cái sự khó khăn, cái sự khống chế của những người quan chức này quan chức kia, hoặc là thế lực này thế lực nọ, rồi nhiều khi họ thực hiện những hành vi nó mờ ám gì đó, có khi có hại cho doanh nghiệp của họ, có khi có hại cho cái sự mà làm ăn. Cho nên thôi bây giờ cứ bỏ tiền ra, bỏ một ít đi cho nó ổn định và tìm thấy cái yên ổn. Mà chính vì cái việc mà thỏa thuận đó, cái việc mà thỏa hiệp với những cái tiêu cực đó, nó mới tạo ra một cái môi trường đó, nó cứ như vậy hoài. Và cái việc mà thu hút đầu tư cái người đầu tư nước ngoài đóng góp vào cái nền kinh tế đó, thì có tích cực, nhưng mà cái sự liên kết giữa FDI ở trong nước với FDI, cái đồng vốn mà gọi là đầu tư trực tiếp đó, và cái doanh nghiệp trong nước còn lỏng lẻo, thì ai cũng hiểu được rồi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà cái hãng Samsung họ đi vào đầu tư ở Việt Nam, thì cái lúc đó những cái giới chức của Samsung thậm chí họ còn nói những cái câu là Việt Nam không sản xuất được cái ốc vít này, cái các thứ đại loại giống như vậy. Và nhưng mà đến bây giờ đó thì cái tỷ lệ nội địa hóa cũng có cải thiện, có tăng cao, nhưng mà cái sự phối hợp, ông Phúc nói rằng cái sự phối hợp giữa các cái doanh nghiệp đó đối với các cái doanh nghiệp ở trong nước để mà thực hiện các cái công ty vệ tinh cho họ, hoặc là tìm tòi sáng tạo và để coi cái nhu cầu của họ như thế nào, mình có thể đặt những cái nhà máy tại Việt Nam để mình làm những cái đầu tư của cái vốn ở trong nước á, và để làm cái tỷ lệ nội địa hóa đó thì nó còn hạn chế, còn thấp. Và ngay trong cái lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện tử là như thế. Thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có nói thêm là trong thời gian tới thì chính phủ làm rất là nhiều việc, và nhất là phải thực hiện mạnh mẽ các cái việc đột phá chiến lược. Thì cái việc đột phá chiến lược thì ai cũng hiểu được rồi, đó là cái điều mà ngay cả trong cái dự thảo của nghị quyết của cái dự thảo của văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 cũng nói rất là nhiều, là đột phá về cái thể chế, thay đổi rất là nhiều vấn đề về pháp luật, và thay đổi về làm tinh gọn các bộ máy nữa, làm tinh và mà nâng cao cái sự quản lý, và nói chung là siết lại rất là nhiều thứ. Và dùng cái từ đột phá là chúng ta đã hiểu rồi, tức là phải thay đổi nó cơ bản hơn, nó thay đổi nó mạnh bạo hơn, chứ không phải là thay đổi một cách nó theo cái kiểu chiếu lệ được, nó không có tạo ra một sự đột phá. Thì trước đây cũng vậy thôi, năm 1986 khi mà Việt Nam đứng trước cái nguy cơ mà bị tụt hậu quá nhiều, và trước cái sự đổi mới thì có dùng cái từ đổi mới hay là chết. Và cái bài phát biểu của ông, cái bài viết của ông Trường Chinh khi đó, nó tạo ra một cái động lực, mà một cái cảm hứng. Và sau này thì ai cũng hiểu được rằng cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 năm 1986 đó, nó đã mở ra rất là nhiều thứ. Và lần này thì người ta cũng dùng một cái từ giống như vậy, không phải là một cái đổi mới toàn diện gì nữa, mà dùng cái từ mà đột phá về cái cơ chế và cái cải cách hành chính, về cái cơ cấu lại cái nền kinh tế, sắp xếp lại như thế nào, và cái tỷ lệ mà của các doanh nghiệp nhà nước ra làm sao. Và nhà nước là dĩ nhiên là đối với cái nền kinh tế của Việt Nam thì doanh nghiệp nhà nước vẫn là chủ đạo, vẫn nắm một số ít, thật ra thì cũng có chỉ khoảng 20% thôi, nhưng mà những cái doanh nghiệp mà của nước ngoài đó có thể là đóng tới 50%, và những cái đầu tư mà của tư nhân đó thì có thể 20-mấy%. Thì tất cả cái cơ cấu kinh tế nó có thể là đại khái như thế. Nhưng mà bây giờ thì cái cải cách hành chính, ông Phúc nói rằng cái cải cách hành chính, cơ cấu lên cái nền kinh tế,
Thì trong những năm gần đây, ngay cả trong cái nghị quyết của đại hội lần thứ 13 này cũng nhắc nhiều về cái lĩnh vực đầu tư tư nhân, cái lĩnh vực mà cái doanh nghiệp tư nhân chẳng hạn. Bây giờ nó nói là xác định là doanh nghiệp tư nhân phải là một bộ phận rất là quan trọng. Dĩ nhiên là không phải là chủ đạo, không phải là cái quyết định gì, nhưng mà người ta nói là dùng cái từ rất quan trọng. Không biết rất quan trọng là như thế nào, thì một cái là đặc biệt, một cái là chủ đạo, một cái là rất quan trọng, thì chưa biết là nó ra làm sao. Nhưng mà rõ ràng cái sự nhận thức đánh giá nó có khác đi so với trước kia. Trước kia thì năm thành phần kinh tế, rồi có khi là người ta tập trung vào những cái thành phần kinh tế mà gọi là tập thể thì nhiều hơn, thì bây giờ họ mới nói rồi cái vấn đề tư nhân rất là quan trọng. Ai cũng hiểu được cái cơ cấu để mà tăng trưởng cái GDP của một quốc gia, thì hàng năm là cái sự đầu tư công ra, rồi đầu tư cái tiêu dùng của người dân rất là quan trọng, và cái sự mà xuất khẩu nữa, các thứ này kia cái nọ, thì đây là cái điều mà có thể nói là cái nhìn nhận và cái đổi mới. Và ông Phúc có nói thêm là đổi mới các cái mô hình tăng trưởng, phát triển kinh doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển bền vững là những trọng tâm, đặc biệt là chuyển đổi số quốc gia là con đường tất yếu, tức là bắt buộc rồi, càng lúc phải càng đi mạnh hơn vào vấn đề mà đổi mới về cái chuyển đổi số tốc độ phải nhanh hơn nữa. Cái kỹ thuật số là cái đường mà Việt Nam cần phải đi, và gần như là được chọn để mà giúp cho cái việc mà đẩy mạnh vào cái hướng làm cái nước phát triển cao. Đây là một cái công nghệ giống như Trung Quốc, là họ đã chọn mà họ phát triển cái 5G đó của cái tập đoàn Huawei chẳng hạn. Họ đang muốn có những tham vọng như đó, nhưng mà rất là tiếc cái tham vọng đó đã bị cái chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chặn đứng ngay lập tức. Bởi vì họ phát triển bình thường đâu, họ đi kèm với đó là họ muốn cài đặt những cái vấn đề mà gián điệp, rồi họ làm những cái điều mà chiêu trò rất là nguy hại cho những cái an ninh của các nước khác, mà họ đã sớm bị vạch mặt, chính vì cái điều đó họ thất bại. Còn bây giờ ở Việt Nam, cái sự đầu tư nó là chuyển đổi số quốc gia và thu hút nguồn lực đầu tư cho các phát triển bền vững và cải thiện cái môi trường đầu tư như thế, ông Phúc cũng vẫn chưa có hài lòng và cảm thấy rằng còn phải cải thiện hơn nữa, cần phải cho nó có cái sự thu hút nhiều hơn. Bởi vì trong thời điểm như hiện nay, Việt Nam phải cạnh tranh rất là nhiều thứ, ngay cả trong cái cuộc chiến thương mại đối với Trung Quốc đi nữa, có rất là nhiều các cái doanh nghiệp họ đã dời ra khỏi Trung Quốc, họ đã chọn những cái bến đổ là Việt Nam và một số những nước khác. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà ra khỏi Trung Quốc đi, người ta muốn đổ cái đồng vốn vào Việt Nam đó, hoặc là những cái nước này nước kia, họ phải cân nhắc, họ phải tính toán. Dĩ nhiên là Việt Nam có những cái lợi thế riêng, tuy nhiên thì những nước khác họ có những cái lợi thế riêng nữa. Thí dụ như cái thị trường của Ấn Độ cũng quá lớn đi, và cái nhân công cũng quá rẻ, và Việt Nam phải cạnh tranh với Ấn Độ, và Việt Nam cạnh tranh với một nước mà anh cả trong khu vực Đông Nam Á, đó là Indonesia. Indonesia có cái dân số gấp hơn gấp rưỡi Việt Nam, tức nghĩa là hai trăm mấy chục triệu, trong khi Việt Nam chỉ có 100 triệu thôi, tức là hơn hai gấp rưỡi, 2 lần rưỡi. Và những cái nước khác nữa Việt Nam cũng phải cạnh tranh, cho nên là để mà thu hút được những cái nguồn vốn đầu tư đó, thì cái luật đầu tư và những cái môi trường mà gọi là thuận lợi trong cái vấn đề mà những cái chỉ số về tự do kinh tế, Việt Nam phải cải thiện rất là nhiều. Và đây là cái điều mà khi mà mình nói tới nó ở Việt Nam đã hoàn chỉnh rồi, Việt Nam cũng đã mạnh, rất là mạnh rồi. Việt Nam là cái nơi những người họ giới thiệu giống như Việt Nam một cái cô gái quá đẹp rồi, và ai cũng phải cần đến hết, ai cũng có thể là chạy đến để mà ve vãn này kia cái nọ. Thì thật ra chúng ta phải hiểu được rằng vẫn còn đó những cái khuyết điểm, và vẫn còn đó rất nhiều các cái sự thiếu sót và cần phải hoàn chỉnh hơn nữa. Ví dụ như một cái người đã đẹp rồi thì cũng phải có cái trang phục nó đẹp hơn, cần cái có những cái nữ trang, có cả phải có những cái sự trang điểm nó chỉnh chu hơn chẳng hạn, và có những cái lời nói, những cái cử chỉ phải thu hút hơn nữa, phải yểu điệu thục nữ hơn, thí dụ như vậy. Đó là những cái điều mà chúng ta muốn nói rằng có nhiều thứ nó phải hoàn thiện, và chắc chắn rằng là cái việc mà tháo gỡ vướng mắc là cái điều mà ông Phúc nhắc nhiều nhất, và nói rằng để thu hút phát triển phải tháo gỡ vướng mắc, và đề nghị là phải tìm các cái động lực mới cho cái phát triển ở Việt Nam bây giờ cứ loay hoay những cái cũ, hoặc là cứ làm gia công hay là những kia cái nọ thì không thể nào được rồi, và tiếp tục đề xuất các cái giải pháp nhằm thực hiện các cái mục tiêu kép, vừa chống dịch để mà vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế.
Và đó là cái mục tiêu chung, bởi vì hiện giờ á vẫn còn đó những cái sự mà cái Covid-19 vẫn còn lơ lửng, và nhiều nước ngay tại Hoa Kỳ thì bắt đầu sản xuất vaccine, người dân đã bắt đầu được chích rồi, cũng đã có mấy triệu người được chích, cả chục triệu người được chích, nhưng mà nhiêu đó cũng chưa đủ, và 100 trắc cái triệu liều nữa cũng sẽ được tới, nhưng mà nói như vậy thôi cũng phải cả tháng nữa hoặc là hơn mới bắt đầu đã chích cho người dân Mỹ, và để mà cho chích được 300 triệu người Mỹ chắc không phải còn vài tháng. Và đối với Việt Nam và nhiều nước khác thì nó cũng phải có những cái thời hạn, và rõ ràng rằng cái việc mà phát hiện ra những cái virus mới về cái chủng mà gọi là lây nhiễm nhanh hơn, mặc dù là cái chủng mà lây nhiễm nhanh hơn nó có tốc độ cao gấp 7-8 lần, nhưng mà cái nguy hại nó không có nguy hại bằng, nhưng mà người ta vẫn rất là lo lắng, và bởi vì nó những cái điều này nó hoàn toàn ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới kinh tế nữa. Cho nên là ông Phúc cũng nhắc nhiều về cái vấn đề mà phải giữ được cái việc mà mục tiêu kép là như thế. Tức là công việc không phải đơn giản nữa, vấn đề phát triển kinh tế không, mà còn có vấn đề đó nữa. Thì tất cả những cái điều mà trong cái bài bài báo này đó, thì chúng ta thấy rằng nó khá là ấn tượng. Bởi vì không cho thấy được một cái thực tế. Một cái thực tế, đây là trên trang báo điện tử ha của chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, ông Thủ tướng Nguyễn Phúc là không được vấp ngã để kinh tế tụt dốc. Thì đó là cái điều mà chúng ta đọc trên cái bài báo này và thấy được những cái ý của cái cuộc họp ngày 19 tại cái Hội đồng Tư vấn Chính sách và Tài chính. Và cái trong cái cuộc họp này thì rõ ràng đó, thì nói về những cái thành tích mà bên đó cũng còn những cái khuyết điểm và những cái thiếu sót, và những cái thiếu sót này thì ai cũng thấy được hết. Và vấn đề là có đẩy lùi nó được hay không và có cải tiến nó được hay không. Và cái điều mà nhiều người họ rất là mừng đó là khi mà có thay đổi về các cái chính sách, thay đổi về các pháp luật là cái điều mà căn cơ nhất. Anh hiểu ha, chứ không phải là làm theo cái kiểu mà cảm tính, rồi cái người này lên thì thay làm như thế này, người khác lên thì làm như thế khác, và nó không có mang cái chất pháp luật ổn định thì nó sẽ không có giúp đất nước phát triển. Và cái pháp luật mà bây giờ nói rằng phải dùng cái từ gọi là đột phá đó, thì đó là cái điều mà thay đổi rất là nhiều, thay đổi về thể chế nữa, kể cả cái cung cách và ngay cả về cái cơ cấu chính trị cũng có thể bị ảnh hưởng, cũng có thể thay đổi nữa. Thì đó là cái điều mà ai cũng biết là khi mà vươn tới một cái mức cao hơn thì khỏi cần nói, khỏi cần đấu tranh dân chủ nhân quyền, khỏi cần đấu tranh thay đổi chính trị thì tự động người ta cũng phải thay đổi, người ta cũng phải hoàn thiện hơn, người ta cũng cảm thấy là nó phải phù hợp với các cái xu hướng chung hơn để mà nó mới tạo được cái sức mạnh, nó tổng hợp được chắc chắn một cái điều đó. Còn cái vấn đề mà phát triển nhanh hay chậm này kia cái nọ thì mình có quyền có ý kiến, có quyền là đưa ra những cái đóng góp, hoặc là mình có thể là phản biện như thế này thế kia. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn muốn trao đổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.